Đó, chào anh em, đây đây là mật cái ông rồi mới lấy nè. Đó, ok. À, đây là mật ong ruồi, thường là sẽ có một chút xíu thôi. À, thì cái tổ này là được xem là tổ lớn ha. À, còn thường mấy cái tổ nhỏ thì nó sẽ bé bé. Thì cái mật nó nằm ở đây nè, đây quay nè, đó đây mật nó đang chạy ra nè. Cái mật ong rừng á, nó rất là ngọt, cái vị ngọt của nó. Thật ra thì khi nào mà sử dụng quen rồi mới biết. Còn cái giá trị của nó rất là thơm. Tại vì cái con ong á, nó hút rất là nhiều hoa. Nó có thể nói là hàng trăm bông hoa. Nên người ta gọi là mật ong là tinh hoa của các loài hoa. Như vậy. Ok, được rồi.